Xin chào các bạn, hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn vẽ cái lệnh circle, tức là lệnh vẽ đường tròn. Thì đây là cái hình tròn đây. Thì thường lên vẽ hình tròn ta thường là gì, ta vẽ theo tâm và bán kính. Nó có nhiều cái cách vẽ nhưng là thông thường là vẽ theo tâm và bán kính. Và cái lệnh vẽ đường tròn, cái phím tắt là C, Enter. Đây tôi làm thử cho các bạn xem. C nè, Enter. Nó mới hỏi nè, specify center point for circle. Đó, tức là xác định cái tâm ha, tâm của đường tròn, lít đại đây nè. Rồi sau đó nó gọi lại hỏi là gì? Specify radius of circle, tức là xác định bán kính. Ví dụ tôi nhập 50 ha, tôi muốn vẽ đường tròn có bán kính 50. Enter đây. Đường tròn bán kính 50. Đó. Hoặc tôi có thể bấm vô đây ha để gọi lệnh. Tức là ta có nhiều cách. Cách thứ hai là có thể lít vô đây. Đó, nó hỏi nè. Chọn tâm của đường tròn ha. Ví dụ tôi chọn đây. Kéo ra, chọn bán kính của đường tròn. Ví dụ nhập bán kính 50 vô. Ok. Rồi, rất là dễ. Thì ở trong đây nó có rất là nhiều cách vẽ đường tròn. Ví dụ như vẽ theo đường kính đây. Thì mình click chọn vô đây. Ví dụ tôi muốn vẽ đường tròn có đường kính là 100 đi thì tôi sẽ click chọn vô đây nè, đây click chọn vô center và diameter nè, đó. Chọn cái tâm nè, đó. Rồi chọn cái bán kính hoặc là cái đường kính nè. Đó. Ở đây là chọn cái đường kính nè của đường tròn nè ha. Vô tôi chỉ đỏ 100 vô. Enter. Các bạn lưu ý nè. Thì khi mà mình vẽ đường tròn theo đường kính đó, thì các bạn để ý sợi dây tóc của mình nó dịch ra một đoạn nữa ha, là bằng đúng R nữa, là từ tâm là tới cái sợi dây tóc của mình đó, là đúng bằng đường kính ha. Còn nếu mà mình vẽ theo bán kính nè, đây tôi vẽ lại theo bán kính các bạn để ý nha, vẽ lại theo bán kính đây ha, tâm đường tròn nè, đó thì cái sợi dây tóc mình nó dính sát vô ha, nó dính sát vô với cái đường tròn luôn. Đó chính là khoảng cách từ tâm đây cho đến cái mép ngoài đây chính là bán kính của đường tròn. Đó, nó có sự khác biệt nha. Rồi rồi bây giờ nó tại sao người ta lại vẽ bán kính hay như vậy, rồi người ta lại đưa ra cái vẽ đường kính nữa ha. Ví dụ như mình biết đường kính là 100 thì mình chia đôi ra 50 ha. Thì những con số chẵn như vậy thì dễ, nhưng khi mình gặp những cái đường kính mà lẻ thì mình lại tính toán chia để lấy bán kính thì rất là khó, cho nên người ta mới đưa ra là cách vẽ theo đường kính. Ví dụ đây thì vẽ theo đường kính nha, chọn tâm nè. Ví dụ như hiện giờ đường kính là 100 đó, chấm 1 2 3 5 đi đó, đường kính nó lẻ như vậy đó, lẻ giờ mình chia đôi mình lấy bán kính thì rất là khó ha, cho nên mình nhập trực tiếp đường kính luôn, rất là hay đó. Không? Rồi cái cách thứ ba là vẽ cái đường tròn đi qua hai điểm ha, hai điểm là ứng với cái đường kính của nó ha. Đây two point nè ha. Đó, thấy không? Vẽ đường tròn qua hai điểm. Đây ví dụ tôi vẽ đường tròn qua điểm này ha. Rồi điểm bên đây. Bấm Ctrl L lên ha. Điểm bên đây. Thì có thể mình dùng cái phương pháp tạo độ tương đối ha. Ví dụ 100 nè, phẩy không nè. Đó, cũng được ha. Các bạn lưu ý là mình có thể gọi trong đây hoặc là mình có thể sử dụng trong lệnh nè. Ví dụ tôi gọi C nè, phím tắt á, C Enter nè, nó hỏi nè, ví dụ nó hỏi tâm nè, tâm của đường tròn nè, specify center point for circle nè, O 3B nè, 2B nè, đó tức là hai điểm đó. Thì các bạn click vô đây hoặc là các bạn nhập chữ 2B vô, tôi nhập 2B vô. Đó, Enter. Đó là nó đồng nghĩa với việc vẽ đường tròn đi qua hai điểm. Ha. Ví dụ tôi muốn vẽ đường tròn đi qua điểm này, đi qua điểm tâm này, đó, đường tròn đi qua hai điểm, đó, hoặc là đường tròn đi qua ba điểm, đây tôi sẽ dựng trước cái một tam giác đi, tam giác tùy ý, đó, giờ tôi muốn vẽ đường tròn mà ngoại tiếp cái tam giác này, tức là đường tròn đi qua ba điểm, ha, thì đây, two point đây, chọn đây, chọn điểm này, chọn điểm này, chọn điểm này, đó. Đây là tôi click chọn hoặc là tôi có thể gọi bằng lệnh đây C Enter đây keyboard này, mình có thể click vào đây hoặc mình nhập 3B vô, nhập 3B vô đó, nhập chữ 3B vô hoặc mình click vô đây đều được. Đây chọn điểm thứ nhất, chọn điểm thứ hai, ok chọn điểm thứ ba đó, hoặc là mình click nè C đây, mình đưa con chuột mình vô đây
lít nè, chọn điểm thứ nhất, chọn điểm thứ hai, chọn điểm thứ ba. Ok, cũng vẽ được. Rồi cái kế tiếp đó là vẽ đường tròn theo kiểu là tiếp tiến và bán kính ha, tiếp tiến và bán kính. Bây giờ tôi muốn vẽ một cái đường tròn mà nó tiếp tiến với cạnh này, tiếp tiến với cạnh này và bán kính đó bằng bao nhiêu đó ha. Để tôi vẽ nè, chọn cái tiếp tiến bán kính nè, tiếp tiến cạnh này, tiếp tiến cạnh này, bán kính ví dụ tôi cho bán kính là 20 đi. Đó thì cái khoảng cách từ đây đây tâm đến này là bán kính là 20 và tiếp tiến này nó tự tính nha các bạn. Ví dụ bán kính các bạn khai lớn hơn thì nó sẽ vẽ dịch ra, nhưng để ý, lưu ý ví dụ đây tôi gọi là lệnh nha, gọi là lệnh nè, tiếp tiến bán kính tăng get radius nè. Đây tôi cho tiếp tiến cạnh này, các bạn đưa con trỏ vô đây nó hiện cái dấu màu xanh xanh và có cái gạch ngang, mem lít cái đó xong nó hỏi bán kính nè đó. Ví dụ tôi tăng bán kính lên 40 đó, nếu như bán kính lớn quá nó đẩy ra ngoài phía ngoài này à, ok chưa. Tiếp tục bây giờ ta qua cái cuối cùng đó là vẽ đường tròn mà là tiếp tiến như là tiếp tiến với ba đối tượng à. Ví dụ tôi muốn vẽ một cái đường tròn nó tiếp tiến với cạnh này ha, tiếp xúc với cạnh này, tiếp xúc với cạnh này và tiếp xúc với cạnh này, tự động kết nó tính ha, cái đường tròn này nó sẽ tiếp xúc với cạnh bên đây, tiếp xúc cạnh này, tiếp xúc cạnh này. Hay tôi muốn vẽ một cái đường tròn mà nó nối tiếp tam giác này ha, thì đường tròn nối tiếp tam giác là nó tiếp xúc với ba cạnh của tam giác nè, tiếp xúc nè, tiếp xúc nè, tiếp xúc nè đó. Rồi đó là cơ bản cái lý thuyết, bây giờ mình ứng dụng về thực tế. Đây ví dụ như vẽ đây hai cái đường tròn bán kính 40 và 50 trùng nhau đồng tâm đó, này gọi lệnh C này, enter nè, xác định tâm của đường tròn đi, lít đại nè, nhập bán kính vô nè, xác định bán kính đi 50 nè, rồi enter lặp lại lệnh nè, chọn chọn tâm đây nè, kéo ra nè, nhập 40 nè, bán kính 40 nè, enter nè. Đó thì cái mặc định đó là nó sẽ vẽ đường tròn theo bán kính ha. Rồi đó là hình này ha. Rồi bây giờ muốn vẽ hình này thì sao, hình 5.11 nè, ba cái đường tròn nó tiếp xúc với nhau như vậy, bán kính đó là 50. Thì hình này ta có rất là nhiều cách vẽ ha. Đầu tiên ta vẽ cái hình cái đường tròn đầu tiên nè, bán kính 50 thì nằm tùy ý đúng không. Rồi đến đường tròn thứ hai mình có thể dùng phương pháp dựng hình là đây mình vẽ đường line bật kênh cho đây là lên đó, thì mình để mình vẽ đường line để mình bắt cái tâm bên đây nằm nhập vô 100 nè, enter nè. Đó vậy là mình xác định đường điểm này cho mình vẽ cái đường tròn tâm ở đây và bán kính đây, sau đó mình vẽ cái đường tròn trên đây. Thì đường tròn trên đây ta cũng có thể vẽ nhiều cách ha, ta có thể vẽ đường dựng hình là mình vẽ cái đường tam giác điều ha, vẽ một cái tam giác điều để xác định tâm đây. Thì có thể vẽ nè, line nè, enter nè, chọn cái đây tam giác điều á, thì cái góc góc này nè, góc nghiêng qua đây từ đây qua đây nè là 120 độ và cái cạnh này là 100 đúng không. Tại vì sao cạnh này tới đây nè, đây bán kính 50, bán kính 50 là 100 nè, thì chiều dài này cũng 100. Mình ứng dụng tạo độ cực ha, shift a móc 100 nè, cái cạnh 100 nè, dấu nhỏ hơn nè và góc là 120 độ rồi enter đó. Ta ra được cái đây cái điểm này để mình lấy tâm rồi, gọi lên vẽ đường tròn nè, xác định tâm nè đó. Đây là cách thứ nhất, có rất là nhiều cách nha các bạn. Cách thứ hai nè, tôi vẽ các cách cho các bạn xem nha. Cách thứ hai là mình vẽ đường tròn bán kính 50 nè, rồi tiếp theo mình sẽ vẽ đường tròn theo cái 2B này ha, chọn 2B nè, điểm này đây, làm sao xác định điểm bên đây mình dùng shift amok, mình dùng tạo độ tương đối có phải từ đây qua đây là là 100 không, phẩy nè, tạo độ tương đối nha, và cái theo phương y là không nè đó, vẫn xác định được đây. Rồi ở phía trên này thì mình dùng cái kiểu này, tiếp tiến và bán kính rất là nhiều, tiếp tiến cạnh này và đường tròn này bán kính là 50. Ok đó là cách thứ hai nè, không rất là nhiều cách nha các bạn. Hoặc là mình vẽ cách khác nè, vẽ theo vẽ kỹ thuật nè ha, mình vẽ đường tròn bán kính 50 enter, rồi đường tròn thứ hai đây mình cũng vẽ đồng tâm ở đây và bán kính đó là 100 đó, thì cái tâm đường tròn bên đây là nằm đúng ngay vào vị trí này, kéo qua đây đó xong chưa. Và tiếp theo mình vẽ một cái đường tròn đây bằng đúng bên đây
đang đúng cái bán kính bằng 100. Đó thì mình xác định ra cái giao điểm này. Giao điểm này chính là cái đó. Thấy chưa? Vậy là những đường này là đường dựng hình nè. Đường này là đường dựng hình nè. Thấy chưa? Rất là nhiều cách vẽ nha các bạn. Ở đây tôi chỉ hướng dẫn các bạn vẽ một số cái cách thông dụng thôi. Đó. Rồi. Qua hình này. Hình này là một cái tam giác đều ha, một cạnh 120 và ba cái đường tròn tiếp xúc với nhau như thế này. Đây thì đầu tiên ta vẽ cái tam giác đều trước, mình đã học bên lệnh line rồi, line enter. Đây. Ctrl L nha, để vẽ ngang là 120 này, enter nè. Làm sao xác định điểm ở này? Để ta dùng tọa độ cực shift amox 120 nè, nhỏ hơn 120 độ nè, enter. Đó. Rồi, bây giờ làm sao để vẽ mấy cái đường tròn này? À, làm sao để vẽ đường tròn này? Thì ta có cách mình dựng cái đường cao đây. Rồi mình vẽ đường này tròn này tiếp xúc với cạnh này và đường cao. Đây, có rất là nhiều cách. Tôi sẽ vẽ một cái đường cao nè, từ đỉnh nè xuống đây nè. Đó, sau đó mình dùng TTT nè, tăng 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 nè, nhánh đường tròn tiếp xúc với ba cạnh, tiếp xúc cạnh này, tiếp xúc cạnh này, tiếp xúc cạnh này. Đó. Lặp lại lệnh nè, tiếp xúc cạnh này, tiếp xúc cạnh này, tiếp xúc cạnh này. Rồi, gọi lại lệnh tăng 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 nè, tiếp xúc cạnh này, tiếp xúc cạnh này. À, tiếp xúc cạnh này. Đó. Đường này là đường dựng hình nè. Đó, có rất là nhiều cách vẽ. Rồi. Đó là một cách nha. À, còn nhiều cách khác nữa, nếu mà mình học các cái lệnh về sau nữa thì các bạn có thể vẽ bằng những cái cách khác nhau. Đó. Tiếp theo hình này. Đó. Thì ở dưới đây là ta có là phi 40, phi 80. Hai anh tròn này giống nhau đúng không? Rồi. Về ok, khoảng cách này là 160. Đây. Mình sẽ vẽ C nè, enter. Phi 40 thì mình chọn D nè. Đúng không? 40 nè. Đó. Lặp lại enter, lặp lại lệnh vẽ nè, chọn đây nè, diameter nè, đó 80 nè, đó phải 80 không, đó, 80 nè. Rồi tương tự như vậy ha. Cách cái này là 60 đó, thì có thể vẽ lên một đường nè, đây đường dựng hình nè, đường thẳng nè, qua đây là 160 nè, đúng chưa? Để làm chi vẽ đường 160 để mình xác định cái tâm bên đây. Rồi đó. Mai mốt mình học lệnh copy thì mình sẽ copy qua, còn không bây giờ mình vẽ nè, C nè, enter nè. Tương tự vậy nè ha. Mình ở đây mình có thể nhập D nè, enter nè, 40 nè, enter nè, lặp lại lệnh nè, tâm nè, D nè, 80 nè. Thấy chưa? Ok rồi đó. Rồi, bây giờ làm sao để vẽ cái đường tròn trên đây. À, thì đường tròn trên đây mình dễ lắm, mình sẽ dựng hình ha. Mình nếu mà mình biết á thì mình dựng, mình có thể dựng bằng cách là mình lấy tâm ở đây mình vẽ cái đường tròn bán kính 560. Đây. Đây nếu mình biết cái mình dựng là mình lấy tâm đây, mình vẽ đường tròn bán kính là 160, bên đây cũng vậy. Vẽ đường tròn bán kính là 160. Đây. C nè. Đây. Bán kính là 160, 160 nè. Enter nè. Tương tự đây, đây. Đó, thì nó ra đây. Thì cái này là phi 60 và phi 100 đúng không? Phi 60 và phi 100. C nè. Đây. Đó, phi là D đó, D là enter nè, 60 nè, enter nè. Lặp lại lệnh nè, tâm nè, D nè, 100 nè. Đó. Vậy là hai đường này là hai đường dựng hình, mình delete đi. Đó, cạnh này cũng dựng hình delete đi. Đó, cái này mấy bạn chưa biết nè, đó là vẽ cái đường thẳng tiếp tuyến như này, vẽ đường thẳng tiếp tuyến này và đường thẳng tiếp tuyến như này. Đây. Mình gọi line nè, enter nè. Thì tại cái dòng chọn điểm đầu tiên á, mình sẽ đè, mình sẽ gọi chỉ bắt điểm thường trú, tạm trú, mình đè shift nè, bấm phím phải nè, vô target nè, đường này lít vô. Không? Các bạn lít vô nếu đúng là khi mình xoay, các bạn để ý là khi tôi rê con chuột đi thì cái tiếp tuyến nó chạy theo, nó không có cố định vị trí nè. Rồi đè phím phải chuột nè, đè cái phím shift bấm phím phải chuột nè, vô target nè, đó lít vô, enter, kết thúc. Tương tự vậy, lặp lại lệnh nè, đè shift nè, đè giữ shift nè, bấm phím phải chuột nè, đây không, đè shift bấm phím phải chuột nè, chọn target nè, đó enter nè, đè lặp lại lệnh nè, đè phím shift nè, đè giữ phím shift bấm phím phải chuột nè, chọn target nè, đưa vô đây. Thấy chưa? Đè phím shift nè, bấm phím phải chuột nè, target nè, đó, kết thúc lệnh nè.
Như vậy là tương tự cái hình bên đây cũng vậy ha, các bạn tự vẽ hình bên đây. Như vậy là tôi vừa mới hướng dẫn các bạn vẽ cái hình đường tròn, lệnh vẽ đường tròn, lệnh circle. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở các cái ví dụ sau.